Người đàn ông hoảng sợ phát hiện, trên biển xa, một cơn sóng khổng lồ đột ngột nổi lên, dường như có một sinh vật đáng sợ đang ở dưới nước, ngay cả những con tàu hàng tỷ tấn cũng phải lắc lư, nhận ra một thảm họa khủng khiếp sắp ập đến, thuyền trưởng nhanh chóng ra lệnh cho thủy thủ lên trực thăng để chạy trốn, nhưng khi anh ta chuẩn bị lên máy bay, con tàu dưới chân bắt đầu chìm dần dưới sức mạnh của cơn sóng khổng lồ. Cùng với cơn sóng khổng lồ lan tỏa, chẳng bao lâu đã lan đến giàn khoan giếng giữa biển lớn. Khi công nhân dưới giếng nhận ra, đã quá muộn, cơn sóng khổng lồ đã đập vỡ bức tường giếng và tràn vào. Chỉ trong một thoáng chốc, toàn bộ nền tảng khoan giếng đã bị sụp đổ, và vào lúc này, chiếc trực thăng đang bay lên trời cũng bắt đầu rơi nhanh chóng dưới sức đập của cơn sóng khổng lồ. May mắn là phi công đã kịp thời đánh lái trong tình huống nguy hiểm. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, một số người trên máy bay bị đứng hình mất 5 giây. Khi họ nghĩ rằng họ cuối cùng đã thoát khỏi hiểm nguy, trên mặt biển lại xuất hiện một tình huống nguy hiểm hơn, một tác phẩm kỳ diệu đỉnh cao của thể loại sử thi, chắc chắn xứng đáng là tầm vóc của phim thảm họa. Rất khuyến khích mọi người xem bản gốc và đừng quên like, share để ủng hộ chúng tớ nhé.